Đây là năm thứ năm cuộc thi công nghệ trí tuệ Student Chitech được tổ chức và đã trở thành một cuộc thi thường niên về công nghệ trí tuệ dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật. Và năm nay là lần thứ năm liên tiếp Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Đây được xem là một sân chơi mang nhiều ý nghĩa đối với sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nói riêng, cũng như sinh viên khối ngành kỹ thuật nói chung. Từ cuộc thi công nghệ trí tuệ sinh viên của các năm thì chúng em đã tham gia và chúng em đã học hỏi được kiến thức kinh nghiệm Thì chúng em đã là sản xuất ra những máy ví dụ như là phân loại sản phẩm để chúng em đưa ra ngoài thị trường, chúng em đưa ra các doanh nghiệp nước ngoài để ứng dụng cao trong công nghệ trí tuệ và nhân tạo ở bên ngoài đó. Thông qua cuộc thi, các sinh viên thể hiện được tính sáng tạo, hiệu quả trong các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, tính tiềm năng, khả thi để phát triển hướng đến thành công sau hai lần tham gia cuộc thi sáng tạo thì cái tư duy sáng tạo của bọn em đã có thay đổi nhiều hơn. À, bọn em được sát với các bạn ở trong nước thì những bọn em có thể từ các ý tưởng của các bạn em học tập công nghệ và rút ra kinh nghiệm cho mình. Thời gian qua, ngoài việc tổ chức các cuộc thi đổi mới sáng tạo tại trường, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cũng đã thường xuyên tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các cuộc thi tầm cỡ quốc gia để sinh viên có cơ hội được thực hành kiến thức đã được học trên ghế nhà trường, được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, đặc biệt có cơ hội được giao lưu, cọ sát với các bạn sinh viên trong cùng khối ngành của nhiều trường đại học danh tiếng toàn miền Bắc. Đối với các cuộc thi về sáng tạo khoa học công nghệ thì nhà trường cũng như là đoàn thanh niên của hội sinh viên luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên có thể tham gia được các cuộc thi và thông qua các cuộc thi này thì có thể thấy các bạn sinh viên trưởng thành hơn rất là nhiều. Đặc biệt là các bạn sinh viên khi mà tham gia các cuộc thi về sáng tạo khoa học khởi nghiệp thì các bạn sẽ có một cái tư duy sáng tạo rất là tốt và các bạn cũng khơi gợi được cái đam mê về sáng tạo khoa học kỹ thuật và điều này là một điều rất là quan trọng ở trong thời đại 4.0. Đây chính là động lực khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo trong sinh viên một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn kết, phục vụ cộng đồng. Từ đó, mỗi sinh viên hôm nay sẽ sẵn sàng tâm thế, chủ động hội nhập, tích lũy hành trang để lập thân khởi nghiệp trong kỷ nguyên 4.0.